Ok. Trước là cảm ơn Phong, sau là anh Vũ, Nam Nhiệm giúp đỡ hai Chị chồng Hạnh, quan em, trọng chị là Hạnh chị nữa, Hạnh. quên Đúng đó, rồi. chị Hạnh nói vậy không có gì đâu. Trong nước và ngoài nước, cô chú anh chị giúp đỡ hai chồng của em, của con, rất cảm ơn. Hứa sẽ bền vững cái hạnh phúc này cho Xây dựng hạnh phúc đi, cuối cuộc Xây dựng đời. hạnh phúc đến Xây suốt dựng hạnh phúc, đời. xây dựng hạnh phúc. Dạ. Hai chồng con sống với nhau suốt đời. Để không phụ lòng Không phụ lòng. Mạnh Thường Quân Dạ. với cộng đồng mạng. Hiện giờ cô chú á đã trông đợi vào cái hạnh phúc á, trông đợi nhiều lắm á, hãy cố gắng nha. Rồi, giờ tới anh Lộc ha. Anh Lộc Bây phải giờ, tự cái suy nghĩ của anh Lộc nè. bây giờ trước tiên thì mình cảm ơn anh Nhiệm, anh Vũ, Không. Phong, rồi chị Hạnh, quên chị mẹ, Hạnh đó ta. Chị Hạnh đó. Đó, cảm ơn chị Hạnh. Đó là rồi xong rồi đó, bây giờ tới tới cô chú. Nói rồi giờ để gì đi vô giờ cái máy nè. Cô chú nước ngoài, trong nước và ngoài nước có giúp đỡ cho hai vợ chồng của con. Đó thì con cũng thấy nó quý quá trời, nó quý rồi. Cũng cái ơn cũng lớn như lắm, lớn luôn đó. Bây giờ mình cũng mừng quá bạn ơi, bây giờ cũng cảm ơn cô chú trong nước ngoài nước. Hứa với cộng đồng mạng là hai đứa là sao? Dạ, hứa với cộng đồng mạng là bây giờ hai đứa con là sống 100 năm hạnh phúc tới Đúng ngày khăn long đầu bạc luôn rồi, vậy là đó. tốt. Đó phải Hai gác bà còn nữa, nữa dạ. hai đứa con của Tiền, em nói sao luôn đi, tại vì mình đã có rồi bà, Mình nên mình đã phải nói có luôn. rồi, nói lên luôn. Thương yêu Có nhiệm vụ dạ, hai đứa con của Tiền thì bổn phận làm cha làm mẹ thì cái nghĩa vụ đó mình phải là lo cho con cái nó hết lòng luôn, mình quý nó còn hơn là cái sinh mạng của mình đó. Đó anh ơi, dạ anh nói đi, anh cứ nói đi. Cứ việc nói hết lời của dạ. mình. Con cái là cái niềm vui nó lớn nhất ở trong, nói chung là trong đời người á đó. Lớn dữ lắm, lớn luôn. Nói chung là thương thương mẹ nhiều là thương Thương con mẹ nhiều với hơn con luôn đó. À, thương mẹ với con mà mình cũng phải, mình con cái nó muốn là mình cũng cố gắng, mình phải lo cho nó được, phải hy sinh tất cả hết Đúng rồi. đó, tùy theo cái khả năng của mình đó. Yes. Ok, vậy là chúc mừng Ok. ha. À, động phát biểu quá Rồi. đây. Alo alo vô chủ vô đi vô sát anh này, anh nói ghế là để im mới ghế, đừng nhích nữa. Rồi vô rồi chị canh rồi vụ nói trước hay nói trước đây? Ai nói trước cũng được, anh hay em cũng được. Rồi bây giờ trước tiên hãy để cho chị Hạnh nói trước đi, là bữa nay có tiệc vậy đó, rồi đặt bao nhiêu bàn. Rồi chị không, mấy chị nói trước đi. Vậy không nói sao hả, không mấy để em nói. Nói trước đi rồi tới rồi còn hỏi chị nói chứ sao. Để ha, anh em xong chưa? Rồi. Xong ha. Thì buổi tiệc cưới của anh Lộc thì chị Tiền á thì cũng vừa kết thúc. Thì khách tới á, thì dự được là 4 bàn, và trong nhà ngồi lại với nhau với cô dâu chú rể á, và những người trong nhà tề tụ hiện giờ bên bển á, là được 1 bàn nữa là 5 bàn. Tuy ít nhưng chất lượng, mỗi bàn đem tới một cái niềm vui riêng, mỗi cái câu chúc riêng gửi đến cho anh Lộc chị Tiền. Thì nó thật ra thì Phong Hiệp với chị Hạnh á, với anh em đây á, đi đặt tổng cộng là 8 bàn, thì ở xóm á, với dòng họ là 6 bàn, và dự trù 1 bàn và 1 bàn của anh em YouTube. Nhưng hiện tại thì chỉ là gom lại luôn tất cả, tới thời điểm này thì chỉ được 5 bàn thôi, nhưng mà mình vẫn trả là 8 bàn. 8 bàn đúng rồi, mình đặt là mình phải trả 8 bàn. Đúng rồi. Thì nói chung thì cũng vui á, trong vui có buồn mà trong buồn cũng có vui. Thì nói chung là hôm nay là vui đi. Vui. Vui. Không có gì phải buồn. Dạ. Vậy đi, thôi bây giờ cái buồn mình bỏ qua, bỏ cái qua vui đi. Mình nói tới. Vui đi.
Tại vì biết rằng tất cả cô chú anh chị đều hiểu tại sao hôm nay nó lại không được như ý muốn như vậy rồi. Thì Phong nghĩ là với tất cả anh em cũng hiểu rồi đó, là cũng biết cô chú cũng thông cảm nha, cũng có nguyên nhân, nhưng mà Phong với mấy anh em cũng không có nói ra. Thì bây giờ là còn lại 3 bàn, thì chủ nhà hàng cũng có gom đồ này nọ để mà đưa về hết. Thì 3 anh em mới là đưa cho chị Hạnh để gửi cho những cô chú ở xóm giềng, những người mà hôm tới dự đây được á, để mà mời cô chú đó ăn. Nhưng cũng nhờ chị là gửi cho ngoại Đặng những cái món ngon nhất để mà ngoại ăn, cũng như là chung vui với tuy rằng không có mặt ở đây, nhưng mà cũng là ăn chút gì, chút tình, chút nghĩa mẹ con với nhau á. Nếu mà gọi là ha. Rồi cũng hồi nữa cũng gửi cho anh Lộc với chị Tiền một món ăn, 2 món ăn nào đó đó, nếu mà cho con ăn nữa, tôi biết bữa nay là vui, ăn ít dữ lắm. Rồi thì bây giờ để mình công bố cái số tiền luôn hay sao? Công bố số tiền ngay tại nhà hàng nữa đi anh. À, xong đi rồi mỗi người một ý ha. Đúng rồi. Thì vừa rồi đặt 8 bàn, 3 anh em đi vô với có chị Hạnh đó, là đã gửi cho nhà hàng đó là 6 triệu tiền cọc. Và hiện tại vậy đó, tổng cộng luôn là 13.820.000. Đã trừ 6 triệu thì còn lại 7.820.000. Thì bây giờ á, Phong với anh với Vũ với Nhiệm á, đọc con số này nè, 7.820.000, để quý cô chú anh chị biết. Còn khi về em muốn công bố bây giờ luôn không hay sao? Bây giờ đi anh. Tại cái video này video để mình minh bạch hết mà. Ừ. Rồi em nói đi. Thì trong phạm vi 8 bàn đó, nếu mà mình 8 bàn, nếu mà anh Phong vừa gọi á, cũng đã đặt cọc trước là 6 triệu. 6 triệu nếu mình nhân ra là nó mấy bàn anh Phong, 4 bàn đúng không? Ừ. 6 triệu là 4 bàn là hôm chưa nay kể nước. Là chưa kể nước. Chưa kể nước. Ừ. Thì 8 bàn này thì giữa Phong với Vũ cũng có nhất trí trước rồi, cũng có bàn với Mạnh Thường Quân rồi. Thì 8 bàn thì Vũ 4 bàn, Phong 4 bàn. Vũ 4 bàn là Phong 4 bàn. Thì giống như là 6 triệu anh Phong đặt cọc vừa rồi á, là hết 4 bàn rồi. Thì còn 4 bàn còn lại thì phần đó để Vũ tính. À, thì nói chị Hạnh hiểu mà đúng không? Đó, thì còn cái phần tiền nước á, là họ gọi là mình đặt 8 bàn là nó ra tới 12 triệu. Thì ở đây là 13.820.000, thì trong đó có 1.820.000 tiền nước. Đúng không? Thì 1 triệu mấy đó thì để Vũ tính luôn. Sao không để anh? Không phải chia 2. Chia 2 luôn. Chia 2. Để chia luôn phải không? Chia luôn. Ăn đồng chia đổi, giống như là mấy anh em mình cứ việc là chia sẻ luôn, chia đi sẻ chia sẻ ra luôn, không phải là đây chia sẻ gì, chia sẻ tình thương của Mạnh Thường Quân. Tại vì nó thật ra luôn, mình chia bao nhiêu còn lại bao nhiêu, không phải bỏ túi mình mà vẫn là góp vốn để mà đi xem là bao nhiêu, rồi sẽ còn cái hướng nãy mình tính nữa đó, là gửi ngân hàng, đặt trước sau thì cũng vẫn là của anh Lộc chị Tiền. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh em mình giống như san sẻ với nhau đi. Rồi. Bây giờ mình thanh toán là 7.820.000 đồng. Ừ. Trong khi đó là em sẽ đưa ra 6 triệu là 4 bàn. Là mình để dứt cái vụ mà 8 bàn tiệc đi. Rồi. Còn lại là 1.820.000 là tiền nước. 1.820.000 phải không? Đúng rồi. Một giây là 910.000. Người 910.000. Ừ. Đúng không? Ăn đồng chia đủ nha cô chú anh chị. Cả đất về hai anh em mà mất công dọc đường có thằng đi bộ vậy á. Ăn đồng chia đủ vậy đó ăn phải không? Hey, bữa nay vui không anh Lộc? Vui không Tiền? Vui chứ. Vui ha. Dạ. Vui dữ không? Vui dữ lắm. Vui dữ lắm. Dạ. Ít mà chất lượng ha anh ha. Dạ. Ừ. Vui. À liệu. Bây giờ công bố luôn ha. Thì của em, phần của em còn lại là 4 bàn.
mà nói chậm chậm cô chú anh chị sẽ hiểu mà đúng không? Của em, phần của em còn lại là 4 bàn, ở trong đó có 2 bàn của Mạnh Thường Quân, dấu tên ở bên Mỹ, là có nghĩa là mình góp vào để chung vui, để đãi cho bà con đó. Thì chị dấu tên ở bên Mỹ là ủng hộ trong bàn tiệc này là 2 bàn. Thì em sẽ trích ra 2 bàn của Mạnh Thường Quân dấu tên bên Mỹ. 2 bàn là 3 triệu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đây là của chị gái dấu tên ở bên Mỹ. Và còn 2 bàn còn lại thì Vũ sẽ lấy ra từ của chị gái dấu tên bên Hawaii. Lấy thôi đừng cung cung ta dư, không có thấm dư tấm. Đây là phần còn lại là 2 bàn của chị gái dấu tên bên Hawaii. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Rồi vậy là mình đã xong 8 bàn tiệc. 8 bàn tiệc. Hợp lệ ha. Chưa kể nước. Đúng rồi. Bây giờ cái tiền nước là 1.820.000. Mỗi em 910. Mỗi em là 910 đúng không? 910. Vậy bây giờ em chích ra số tiền của chị gái dấu tên Hawaii bên Mỹ 1 triệu đồng. Anh chỉ cần bỏ vô là 820 nữa thôi là đủ. 820. Rồi ok. Sao? Đây là cái phần tiền nước, em sẽ lấy số tiền của chị gái dấu tên ở bên Hawaii. Chị gái dấu tên bên Hawaii là thêm 1 triệu tiền nước nữa. Rồi của anh chỉ bỏ vô là 820. 820 ha. 820. Để từ từ để cô chú anh chị hiểu. Đây là một cái video minh bạch luôn nha cô chú anh chị. Đây là cái video minh bạch luôn. Rồi đủ ha. Giờ giờ mình kia nhà hàng cái mình tính toán luôn rồi. Chưa để bên anh. Còn bên đây còn không nữa. Không, cái phần này phần nhà hàng hết rồi. Phần nhà hàng không phải, tại vì rồi mình gửi 6 triệu nhưng mà mình chưa có nói là tên ai. Của ai? Cái bàn này của ai? Hiểu. Của em là có Mạnh Thường Quân là em đã đọc rồi đó. Bên đó của Vũ rồi tới không? Thì như Vũ cũng nói đó là 8 bàn thì hai anh em chia ra mỗi người 4 bàn. Cũng như là bàn này chưa tính nước ấy ha. Là chị chị Liên ở Mỹ là 3 bàn là 4.500.000. Để coi tổng cộng rồi. Bây giờ em sẽ để cho chị Liên luôn nha. Chị Liên là 4 bàn luôn là 6 triệu. Dạ. Chị Liên ơi, em lấy tiền của chị á, em trả cho 4 bàn tiệc luôn. Thì mỗi bàn tiệc là 1.500.000 thì tổng cộng là 6 triệu. Rồi bánh kem mới nãy là em đặt là 400.000. Tổng cộng em chi cái phần tiền của chị là 6.400.000. Đấy, viết đánh dấu đi anh, chỗ nào xong rồi đánh dấu đi. Thấy lộn mà. Của chị Liên là bàn tiệc đó, anh đánh dấu vô là đã xong, đã mình công bố lên trên mạng xã hội rồi. Rồi tới bánh kem rồi anh công bố xong. Bánh kem đó không phải là đã 6.400.000. Rồi. Bây giờ là còn lại là nước ha. Riêng tiền nước là 820 phải không? 820. Rồi phần mà bia và nước ngọt á thì là 1.820.000. Vũ thì đã chi 1.000.000 rồi. Thì bên Phong á sẽ còn lại là 820. Thì Phong sẽ lấy số tiền của chị Hà và em gái bên Úc là 820. Chị vừa rồi chị cũng có gửi là bông tai nhẫn á, và Phong trích ra là 820 để gửi phần nước nữa. Thì cảm ơn hai chị, cảm ơn chị Liên đã gửi tiền về. Hai anh em đồng hành cùng tổ chức một buổi tiệc thật là ý nghĩa, tuy ít mà đầy đủ trang chứa được yêu thương. Thì cảm ơn chị Liên, cảm ơn hai chị ở bên Úc. Chúc cho chị Liên và hai chị bên Úc dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui trẻ, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Rồi em nói gì? Không. Nhưng mà đó tiền đưa rồi phải không? Rồi, đúng rồi. Rồi anh đã đầy đủ.
thì có phần này thanh toán cho nhà hàng. À khoan đi, mình xong xuôi đi, mình đưa cho chủ nhà hàng là xong rồi mình về đó. Đây là giờ tới tiền quà nha, những phần quà mình minh bạch trên này luôn. Đây nãy là khi có những người ta xem like, có những người ta không xem like. Đó. Thì những phần quà thì của Vũ, bây giờ Vũ xin công bố là thêm một lần nữa ha. Có những cô chú mạnh thường quân nào cũng như là đã gửi tiền cho Vũ mà Vũ sơ sót ở trong cái like này thì cô chú anh chị cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho Vũ nha. Nằm đó tiêu rồi ta. Thì ở trong đó có phần quà của chị gái giấu tên bên Hawaii. Gửi về cho Vũ là 500 đô la Mỹ. Thì ngày hôm nay Vũ đổi số tiền của chị ra là mức giá đô la là 24. Thì nó tương đương 500 đô là ra 12 triệu đồng. Thì trong 12 triệu này Vũ trích ra 3 triệu tiền tiệc và 1 triệu tiền nước là 4 triệu. Và phần của chị còn lại là 8 triệu đồng. Đó. 8 triệu đồng này bây giờ anh Phong sao giờ mình trao tại đây luôn, rồi một chút xíu nó đi rồi mình chốt cái video này mình nói với cô chú sau đúng không? Giờ phần của chị gái Hawaii là Vũ sẽ trao còn lại là 8 triệu đồng. Anh Phan để trao là mình để đây đi. Trao là để đây. Để đây. Đúng không? Nhưng mà trước sau gì thì cái số tiền này nè sẽ gom có con số rồi á thì ai giữ cũng được chứ á. Trước sau gì cũng phải đi ngân hàng để gửi. Đây là phần quà của chị gái với tên Hawaii còn lại là 8 triệu đồng. 8 triệu đồng là bao nhiêu tờ? Hả? 8 triệu hả? 40 tờ. 40 tờ đúng không? Ừ. Nó úp vô chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Đây, đây là phần quà của chị gái giấu tên bên Hawaii. Và tiếp theo đó là chị bé hai. Thì chị bé hai lúc mà em nhận 100 USD của chị thì cho đây là em sẽ gửi cho anh Lộc là 100 đô. Là 2 triệu 3, 8 triệu. Bây giờ theo anh Phong là mình nên gửi tiền này hay là tiền mặt? Không, bây giờ cứ việc 100 đô thì gửi 100 đô. Đây là mình tự quy đổi mình đưa ngân hàng. Đây là 100 đô của chị bé hai. Thì em xin đổi vào đây luôn nha. Đây là phần quà của chị bé hai là 100 đô. Thì tiếp đó một chị giấu tên ở bên Mỹ cũng gửi tiền về cho Vũ là chúc mừng cho anh Lộc với chị Tiền là 500k là 500.000 đồng. Dạ chị giấu tên. Dạ. Là 500.000 đồng. Đây là chị gái giấu tên. Ở bên Mỹ nha. Nãy giờ chú quên ở bên Mỹ. Chị gái giấu tên ở bên Mỹ là 500.000 đồng. Thì Vũ cũng đã xong trao những phần quà yêu thương đến cho vợ chồng anh Lộc. Vũ cũng cảm ơn những cái tấm lòng vàng, những tấm lòng Bồ Tát của cô chú Mạnh Thường Quân, anh chị Mạnh Thường Quân từ trong nước cho ngoài nước đã luôn lúc nào cũng yêu thương và yêu mến và sát cánh cùng với Hoàng Vũ hay là anh Nhiệm hoặc là anh Phong để hỗ trợ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, không riêng vì buổi tiệc hôm nay là mang yêu thương đến vợ chồng của anh Lộc của chị Tiền. Thì những phần quà thì Vũ cũng công bố minh bạch nãy giờ trên mạng xã hội rồi. Thì giờ tới anh Phong ha. Ừ. Dạ. Đúng ha. Dạ. Còn anh ơi, còn em xin lỗi tiếp. Đưa đây cho ông được bên em đi. Còn chút xíu này Vũ quên, Vũ xin lỗi nha. Và kế đó là thêm phần quà của cũng là chị gái giấu tên ở bên Mỹ nữa, gửi về cho Vũ là 200 USD, trong đó là mua đầm cho chị Tiền
là 1.1 triệu, là 1.100.000 đồng. Trong khi mà nhận Vũ nhận 200 USD của chị là lúc đó Vũ đổi ra, lúc đó đô đổi ra được 23.80 là được 4.760.000. Thì trong đó mua đầm là 1.100.000, thì phần chị còn lại, phần chị còn lại là 3.660.000. Trong khi đó 3.660.000 của chị là em trích ra 3.000.000 để cùng với chị Hawaii chia sớt những cái bàn tiền là của chị 2 bàn, là phần ra là của chị còn lại là 660.000 đó. Thì đó là em đã hết xong rồi ha. Dạ rồi, bây giờ tới Mạnh Thường Quân bên Phong, những người yêu thương vợ chồng của anh Lộc chị Tiền á, thì trước tiên là Phong đọc cái tên Mạnh Thường Quân là cô Linh ở Úc. Thì hiện tại số tiền của cô Linh á, vừa rồi mua là đồ cho bé Tuyền và dép, rồi những cái quần áo đi học á, thì là 1.1 triệu. Thì bây giờ của cô Linh á, ở Úc á, là còn lại 3.7 triệu. Còn chị Ngọc Quách ở bên Úc thì của chị là 9 triệu. Chị Phương, chủ nhà hàng ở bên Úc, là em lấy số tiền của chị là 2 triệu. Như nãy chị nhắn bên kênh Hoàng Vũ á, là trích ra 2 triệu để gửi cho mừng đám cưới của anh Lộc và chị Tiền. Rồi chị Jenny Đông ở bên Mỹ á, thì gửi về 100 đô để mừng đám cưới của anh Lộc chị Tiền. Thôi bây giờ sẽ dừng tới đây, móc ra trước đi. Hay là Phong thì cho đọc hết đi, rồi sẽ cộng lại dồn cho nó dễ. Chứ thực sự mình đã đưa lên đây rồi, mình không có sợ vấn đề gì hết chết. Mình minh bạch rồi. Em đọc nó hết đi, hả, mất tiền như chứ vô nó hết. Gián đoạn quá. Dễ hơn. Tại bên Phong thì cũng hơi khờ khá. Mới nãy mới xin đi đông rồi ha. Còn chị Phương, chị Phương ở bên Úc á, mà gửi tiền về á, để mua nệm nè, mua bếp á, và mua dây chuyền á, thì tiền của chị hiện tại giờ còn 130.000. Chị Hà và em gái ở bên Úc đã gửi về 10 triệu á, Phong mua là bông tai nè, nhẫn nè, và luôn tiền nước á, trong buổi tiệc này là 820 nữa đó, thì 3.716 triệu. Cái như nè, mua bông tai với nhẫn luôn á, 10 triệu mà mua bông tai với nhẫn thì còn lại là 3.716.000. Rồi Phong trừ cho 820 tiền nước hôm nay á, thì để Phong như đọc dưới đây thì cô chú anh chị hãy tính giùm Phong nha, thì hồi cũng có con số cụ thể. Còn chị Liên ở Mỹ, chị gửi về là 6.856.000, mà Phong chi cho 6.400.000 là gồm 4 bàn tiệc và một cái bánh kem 400, thì vậy là còn lại là 456.000. Chị giấu tên ở Mỹ gửi tiền về mua lắc, và hiện tại giờ là tiền của chị là còn 3 triệu. Chị Vi ở Mỹ gửi về là 100 đô, em mua ở giường 1.500.000, hiện tại giờ là em còn giữ của chị 900. Chị Minh Châu chỉ gửi mừng đám cưới cho anh Lộc là 500.000. Chị Huệ mừng đám cưới cho anh Lộc là 1 triệu. Chị Kimberly Tú gửi về là 2.400.000. Chị Thanh Thảo là 2 triệu. Chị Cherry, đáng lẽ giấu tên mà em lỡ em đọc rồi thôi, công khai luôn hả chị, em có ghi giấu tên em ngoặt nó luôn mà em quên rồi. Thôi kệ, tên Cherry đẹp chị ơi nha. Thì chị gửi về 1.500.000. Rồi thì còn có số cộng cụ thể nữa thì là nữa cho bên
giờ tới lúc đi đi trao ở đi vô ngân hàng á, cho số cụ thể luôn, anh của em anh nhiêu, em còn nhiêu đó, cộng dồn đưa vô đó luôn, để bên nhiệm mà nếu có nữa đó cộng dồn vô luôn, lúc đó nó cụ thể lắm. Hiện giờ mình nói công bố đây cho người là dễ rồi ha. Dạ cũng có là anh chị ở tiệm vàng Hương Hoàng Dung thì Phong đã mua tổng cộng là dây chuyền nè, lắc nè, đeo bông nè và nhẫn luôn á, thì chỉ có gửi cho tiền á là một mặt dây chuyền và tiền mừng cưới là 1 triệu đồng, nhưng mà 1 triệu đó đã đưa cho tiền giữ rồi. Ừ, thì cũng cảm ơn anh chị luôn nha. Và Phong cũng xin cảm ơn tất cả những cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước á, đã yêu thương vợ chồng của anh Lộc, đã có những cái đóng góp đây nè quý vị. Phong xin là cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã tin tưởng Phong, đã yêu mến anh Lộc, chị Tiền và có những cái yêu thương gửi về để mừng cho đám cưới của anh Lộc được trọn vẹn, vui. Và những số tiền mà Phong vừa đọc, ngày mai hoặc mốt sẽ đi ngân hàng, dẫn anh Lộc, chị Tiền đi ngân hàng. Lúc đó số tiền bao nhiêu tiền qua đây sẽ đưa ra con số cụ thể luôn. Nha, vậy đủ, đầy đủ chưa em? Dạ em thường em là đủ hết rồi đó. Rồi, nếu mà Phong có đọc thiếu tên của quý mạnh thường quân nào mà Phong trong lúc đó thật sự nha, là hổm rài là Phong với Vũ với Nhiệm á cũng có những lúc thăng trầm trong cái đầu óc lắm, có lúc vui lúc buồn, mà có khi là quá cực đi, nhiều khi nhận mà mình không nhớ thì hãy lượng thứ và hãy là gọi có sơ sót nha, sơ sót á, thì hãy gọi cho Phong. Phong mong rằng Phong sẽ không sơ sót, nhưng mà phải có những cái lời nói cũng là có gì những lời nói của mình nhiều khi cũng không hay anh Phong. À, đúng rồi. Hoặc là những cô chú anh chị nào cũng có gửi quà cho anh Lộc với chị Tiền mà Vũ chưa công bố trên này á, thì cứ alo hoặc nhắn tin cho Vũ thì sẽ có một cái video khác cũng có công bố của đúng. Anh chị đó vẫn có một video khác. Đúng rồi. Đi gửi ngân hàng nó vẫn đầy đủ đó luôn. Bây giờ có anh Lộc với chị Tiền. Cảm ơn đi. Ở đây khoan khoan từ từ. Bây giờ cái đúng rồi. Thưa cô chú anh chị, thì nãy giờ thì bên chỗ anh Phong cũng đã công bố toàn bộ số tiền mà chỗ anh Phong từ khi mà đặt tiệc cho đến khi mà mua đồ đó, thì anh Phong cũng đã công bố đâu đó ok hết rồi. Bên Hoàng Vũ cũng vậy. Thì Nhiệm thì cũng xin thay mặt cho vợ chồng của anh Lộc và chị Tiền cũng xin chân thành cảm ơn một mạnh thường quân ở bên Đài Loan cũng đã tài trợ cho gia đình của anh Lộc và chị Tiền 2 triệu đồng trong cái buổi tiệc này. Thì 2 triệu đồng hồi nãy thì Nhiệm đã đưa cho anh Lộc với chị Tiền rồi, Lộc chị Tiền đang giữ. Thì Nhiệm cũng xin thay mặt cho anh chị xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều, chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đài Loan. Rồi bây giờ cái phần này nè anh Phong, đây là quà cưới của anh Lộc và chị Tiền. Tất nhiên quà cưới này là của anh Lộc chị Tiền 100%, 100% được hưởng đúng không? Nhưng ở đây là như thế nào thì khi cô chú anh chị không biết là cái chữ nhân của anh là đúng. Như thế nào rồi anh cứ nói cho cộng đồng mạng hiểu. Đúng rồi. Thì tại sao mà hôm nay Phong với Vũ với Nhiệm không trao, vì lo cái an toàn. Tại vì số tiền nó cũng khá lớn, mà cái buổi tiệc thì nó sẽ mệt dữ lắm rồi à, thì ở nhà trọ chứ không phải ở nhà mình, những cái vách này nọ nó không có được kín đáo à, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đó là một cái điều đáng tiếc. Thì bây giờ Phong và Vũ và Nhiệm vẫn giữ số tiền đó, bây giờ không chạy đi đâu hết, đã công khai trên đây hết rồi, không bao giờ chạy đi đâu hết, giữ. Mai hoặc mốt sẽ dẫn anh Lộc và chị Tiền đi tới ngân hàng, tới ngân hàng có anh Lộc với chị Tiền luôn kiệm. Làm một cái sổ tiết kiệm. Rồi lúc đó là ba anh em sẽ có một con số cụ thể để gửi đến tất cả quý cô chú mạnh thường quân để chất rất rõ. Làm cái này nói chung nó cũng rất nhạy cảm, số phải thiệt rõ ràng. Rồi tiền bạc thì đâu đó 1.000 cũng phải minh bạch đó. Thì theo Vũ với Phong với Nhiệm có ý kiến vậy, rồi Tiền với Lộc có ý kiến gì không, mà sẽ đem những cái số tiền này
có mặt của hai anh chị vào tận ngân hàng và có một con số quyết định vào ngay sổ tiết kiệm. Ví dụ như mai kia mốt nọ mình có làm ăn cái gì hoặc là mình có mua một cái gì đó thì vào ngân hàng, hôm nay tôi muốn rút 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu, làm ăn cái gì phải đâu đó rõ ràng. Tại vì đây là những phần quà mà tình thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân từ trong và ngoài nước muốn giúp đỡ cho mình có cuộc sống nó đỡ vất vả hơn phần nào tí hơn. Nhưng mà cái quan trọng nó, quan trọng nhất nữa là tiền này để trong ngân hàng anh Phong, lời nó sẽ đẻ ra lời. Đúng rồi, vốn đẻ ra lời. Đúng rồi. Cái gốc á, gốc đẻ ra lãi. Dạ dạ ok chị. Ừ. Vậy mấy con. Dạ. Cảm ơn chị. Ba cần. Cảm ơn nha. Dạ. Đó thì hai ông bà nhất trí ha. Nhất trí không? Đứng dậy ra, đứng dậy đi em. Đứng dậy đi. Tại vì cái này mình rút cái nè. Rút rồi. Rồi chị Hạnh có nói gì không? Chưa lấy thì chị qua chị nói. Bây giờ anh Lộc có đồng. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Rồi anh Lộc có đồng ý số tiền này vào ngân hàng để mở sổ tiết kiệm cho hai bà không? Bây giờ mừng quá trời mừng, đồng ý chứ? Đồng ý. Cái này là không phải, không anh với mấy anh em đây không có giữ đồng nào đâu, dạ, mà lo cho vợ chồng á, rất nguy hiểm nha. Cái đó đó, người giàu người ta nhà lầu người ta còn phải là sắm những cái tủ sắt luôn. Còn mình á bây giờ cái tủ cái gì cái tủ ngủ của mà nguy hiểm dữ lắm. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Bây giờ những con số đưa ra là không có chạy đâu chứ nha. Mấy tụi anh đây không có giữ tiền. Dạ cảm ơn chị. Hết kêu chị. Để em nói, có nghĩa là em với anh Phong với anh Nhiệm đây là không có giữ tiền của hai anh chị nha. Ngân hàng giữ chứ không phải là ba anh em của em giữ. Số tiền trao đâu đó rõ ràng là vào ngân hàng mở cho hai anh chị là một cái sổ tiết kiệm. Thấy không? Chính nhờ ngân hàng giữ tiền cho mình. Là số tiền không giờ chạy đâu thôi. Đưa 30 để tao nói xong rồi rút luôn. Tại vì cái này cũng dài lắm rồi. Dạ. Để của em để dưới đi anh, của em. Dạ. Thì thưa kênh của Hoàng Vũ, thưa kênh của Văn Hiệm và kênh của quý cô chú của kênh của Phong Phong. Thì ngày mai hoặc mốt ba anh em sẽ dẫn Lộc, anh Lộc và chị Tiền đi tới ngân hàng. Có một điều Phong cũng nói luôn là mở sổ tiết kiệm á, thì Phong nói thẳng luôn là sẽ là đồng sở hữu. Đồng sở hữu thì quý vị cũng đã biết là có hai chữ ký. Một chữ ký của anh Lộc hoặc là chị Tiền và một chữ ký của Phong hoặc là Vũ hoặc là Nhiệm. Để mà ví dụ rút ra bất cứ cái gì là có sự thống nhất giữa vợ chồng và những anh em YouTube luôn. Thật sự số tiền đó là số tiền của vợ chồng hết, nhưng mà dưới sự quản lý, tại vì những cô chú Mạnh Thường Quân á cũng biết rằng những cái việc Phong làm là rất đúng chứ không sai. Theo như anh em nghĩ sao? Thì vẫn ok vậy đây. Ok, đồng thống nhất vậy đây. Đồng sở hữu đó, là đi rút là tiền rút là có anh, mà đúng anh rồi. Rút là phải có tiền hoặc anh Lộc. Đúng rồi. Đó, nhưng mà tất cả những nguồn tiền trong sổ tài khoản đó đều là của vợ chồng hết. Vợ chồng anh Lộc hết. Ừ. Nhưng mà đồng sở hữu, đồng với hai chữ ký của Phong hoặc là chữ ký của mấy anh em đây ha. Là đại diện một và đây là đại diện một nữa. Đây. Thế chị, nếu mà chị Hạnh có nói gì nữa không? Ừ, nếu mà đồng tình được cái vấn đề đó thì hãy comment cho em biết nha quý vị. Rồi bây giờ sẽ tới phần chị Hạnh, một nhân vật rất quan trọng, phải nói là hởm rài đó nha. Cái lỗ tai nó như nước nó cũng đầy rồi đó. Đây chị. Rồi để đây cũng nghe vậy để. Vậy ha. Ừ, được rồi. Em nói nào ngay thôi, bây giờ em đại diện cho hai vợ chồng của Lộc và Tiền. Cảm ơn trên cộng đồng mạng hay bên nước ngoài hết đã giúp đỡ cho Tiền với Lộc trong mấy bữa nay, bữa tiệc bữa nay vui. Mà bữa nay đáng lẽ thì cũng đông khách lắm, tại vì có một sự cố bất ngờ cho nên buổi tiệc hôm nay chỉ có được có tính ra có 5 bàn thôi, dư lại 3 bàn. Thì 3 bàn đó thì nói nào ngay Phong có gọi đem kêu Hạnh đem về để mời cô bác ở lại ở nhà, không có ở đi buổi tiệc ở sớm đó. Không có đi á thì tới lại dự là dự. Buổi tiệc buổi chiều
Còn lại thì chị có thể đem món đồ ăn ngon đưa qua cho bên dì ba. Thí dụ dì ba thích ăn thì ăn, không ăn thì dì ba muốn sao đó thì tùy theo dì ba. Đúng. Vẫn nhớ tới ngoài. Đúng rồi, chị vẫn đưa qua cho dì ba một cái, còn một phần đó thì lát nữa tiền có thể đem về cho hai đứa ba, hai bé. Như hai để chồng, chiều hai bé, ăn. Hai bé với hai chồng chiều ăn buổi chiều. Còn nhiêu thì chị sắp về để cho cô bác sớm sớm mời chị mời lại để dự buổi tiệc. Tại vì á là buổi tiệc muộn đi, cái như đó buổi tiệc muộn ở nhà đi. Thật sự cũng biết là những cô chú mà ở sớm á cũng hiểu tại sao những cô chú đó không đi rồi, nhưng mà bây giờ cũng không nói ra. Thì bây giờ đem những cái cũng như là ba bàn đó để mời những cô chú không đi á, cũng như ăn để mà chung vui với anh Lộc ha. Tại vì rồi sớm giềng thấy là thương yêu và gắn kết nhau dễ sợ luôn á, đúng không? Rồi bây giờ còn gì nữa? Theo chị Hạnh đó, chị có ý kiến nào mà khi mấy anh em là cùng với vợ chồng anh Lộc chị tiền là mở sổ tiết kiệm không? Chị có ý kiến gì không? Không, cái đó là chị mừng. Tốt ha. Tốt của đó tốt chứ có đó, gì tốt, đâu. Chị ha. Thì cái ý kiến đó thì chị cũng đã nói với Phong từ hồi lúc mà trước tiên chưa có tổ chức lễ cưới. Chị có nói Phong ví dụ mà có mẹ tiền mà Mạnh Thường Quân có giúp đỡ như vậy á thì Phong sẽ gửi vào ngân hàng đi để cho hai vợ chồng tiền với Lộc có số vốn để làm ăn. Ví dụ muốn rút ra thì cũng phải ý kiến vậy đó. Vậy là anh Lộc với tiền á là thống nhất chưa? Sao có thống nhất không? Ừ. Ví dụ muốn rút ra cái đồng tiền cưng em muốn rút ra, ví dụ em muốn rút 2 triệu, 3 cầm triệu. Cầm hộp này về để tháo băng nữa trang bao nhiêu. Phải nói với Lộc, nói với Phong, với Vũ vậy đó, với Nhiệm. Em muốn rút số tiền đó để em muốn bán cái gì hay làm bằng cái gì, hiểu không? Nói chung là tiền của hai chồng không đó, nhưng tiền mà là tiền của hai người chứ không phải là tiền của bên đây. Mà nhưng sự có sự đồng ý cả hai bên, biết không? Bên cái mảng ngân hàng á không rành. Đúng rồi, còn em là giống như mỗi ngày em đều tiếp xúc ngân hàng rồi đó, nên cái chuyện đó thì để em lo đó, đi vô đi ra mấy hồi ha. Nhớ nha, nhớ là tiền là của vợ chồng nha, chứ không phải của mấy anh em đây nha. Không phải là của bên đây. An tâm chưa? An tâm không? Tại vì cái nói ra, nói cần ra, có sự an tâm mới là khi kết thúc video được. Mà trước khi đi gửi ngân hàng, nói anh Phong ơi, cho em bao nhiêu? Xin lại tiền mặt là 3 triệu, 4 triệu hay 5 triệu gì đó để ăn hay là gì đó. Trang trải hay là để gì đó. Sống hàng ngày hay là để mua bán, có đồng tiền để mình nhớ là phải có một cái số tiền nhất định để mình lấy ngược lại. Còn đúng không? Lại một số, ví dụ như là đem vào ngân hàng 10 triệu thì hết 10 triệu ở ngoài không có tiền xài thì cũng đó. Vậy thôi. Là cho 10 triệu đó thì cho hai vợ chồng em rút ngược lại 3 triệu, 4 triệu thì còn 6 triệu vào ngân hàng. Đó. Đó ý kia đằng này nói vậy đó, giờ tiền ý kiến lên nói đi cho Phong với Vũ có mặt kinh nghiệm đây nè. Cái đó thì để hai chồng về tính đi, tiền làm mình cái bữa mình đi ngân hàng á và muốn rút ra tiền mặt bao nhiêu thì để nó xài. Để mua đồ lặt vặt hay gì đó. Nói chung tiền ăn tiền uống hàng ngày đó. Chưa làm ăn. Chưa làm ăn thì nên để đó đi, nên là một con số nó ít thôi để mà xoay sở tạm thời. Khi bắt tiền chợ đồ này kia đó nói rõ ràng. Ừ đúng rồi, chứ bỏ nhà thật sự là lo lo đúng á. Tại vì á tiền có hai đứa nhỏ thật sự luôn, nhà trọ nữa. Dạ. Anh này là anh đang rồi, anh đang lo rồi. Cho cái an toàn thôi chứ đừng nó nguy an toàn. Thôi vậy ha, thống nhất nha. Thống nhất nha. Rồi, vậy là ok, kết thúc video luôn. Thì trước khi kết thúc video, Vũ một lần nữa Vũ cùng với anh Phong, anh Nhiệm, vợ chồng anh Lộc, chị Tiền cùng với chị Hạnh trân trọng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân từ trong nước cho ngoài nước. Trong đó có chị gái giấu tên Hawaii, chị gái giấu tên ở bên Mỹ 200 USD, và chị gái giấu tên bên Mỹ 500k, và chị bé hai là 100 USD. Em xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều, luôn luôn lúc nào cũng chúc cho quý Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe và thành công làm ăn thành đạt trong cuộc sống. Này em cũng cảm ơn chị nha chị Hạnh. Cái gì? Thật sự luôn á, cái buổi tiệc này nếu mà không có chị giúp tụi em á nó cũng chưa chắc thành công vậy đâu. Cảm ơn chị nhiều. Dạ cái gì. Đây thì cũng chưa để em nói xong rồi đó, rồi tới cô dâu chú rể nói một lời cũng rồi, xong đâu, rồi mình kết thúc luôn. Mới kết thúc. Chào chị giờ em sượng quá chị. Nói đi.
thì cũng cuối video thì Phong xin gửi lời chúc đến tất cả quý cô chú anh chị, những người yêu mến Phong, những người yêu mến vợ chồng Lộc á, quý Mạnh Thường Quân, một ngày thật vui á, thì gia đình thì luôn vui luôn khỏe, làm ăn phát tài và bạn sự như ý. Cuối thì Phong sẽ nhường lại cái cuối video này dành cho hai nhân vật mà hôm nay là cái họ đẹp nhất trong buổi tiệc hôm nay đây. Rồi, hai anh chị nói lời cảm ơn lớn lớn thiệt lớn này em cầm mình nói chung là vậy, nhưng mà để Vũ hướng dẫn nha, cầm được để Vũ hướng dẫn nha, thì thường thường những cái câu lời cuối tại sao nói mấy anh em YouTube ở đó mà sao không hướng dẫn thì nó cũng hơi ngại. Trước tiên là hai anh chị cảm ơn anh em YouTube trước nha. Cái gì đó phải có YouTube mới có Mạnh Thường Quân mới thương mình, hiểu ha, có mới có hôm nay. Đúng rồi, là đầu tiên là cảm ơn ba anh em YouTube trước để Vũ hướng dẫn nha, và sau đó cảm ơn tất cả những cô chú anh chị từ trong và ngoài nước quý Mạnh Thường Quân luôn nha. Đó, rồi đem lại hạnh phúc cho vợ chồng ngày hôm nay sao sao gì đó thì tự động nói, tại Vũ chỉ gợi ý vậy thôi. Rồi, ok. Trước là cảm ơn Phong, sau anh Vũ, làm nhiệm giúp đỡ hai chị chồng Hạnh, em chị Hạnh nó quên đó, nói vậy cái gì đâu, trong nước và ngoài nước cô chú anh chị giúp đỡ hai chồng của em của con rất cảm ơn. Thì hứa sẽ bền vững cái hạnh phúc này, xây dựng hạnh phúc đi, cứu cuộc đời, hạnh phúc đến suốt đời, xây dựng hạnh phúc. Dạ, hai chồng con sống với nhau suốt đời để không phụ lòng, không phụ lòng Mạnh Thường Quân, đúng cộng đồng mạng. Dạ, hiện giờ cô chú á rất trông đợi vào cái hạnh phúc á, trông đợi nhiều lắm á, hãy cố gắng nha. Rồi, giờ tới anh Lộc ha. Anh Lộc phải tự cái suy nghĩ của anh Lộc nè. Bây giờ trước tiên thì mình cảm ơn anh Nhiệm, Vũ, Phong. Phong. Rồi, chị Hạnh đó, chị Hạnh đó. Cảm ơn chị Hạnh. Đó là rồi xong rồi đó, bây giờ tới cô chú. Nói là giờ để gì đi vô cái máy nè. Cô chú nước ngoài, trong nước và ngoài nước có giúp đỡ cho hai vợ chồng của con. Đó thì con cũng thấy nó quý quá trời, nó quý rồi. Cũng cái ơn cũng lớn như lắm lớn luôn đó, bây giờ mình cũng mừng quá bạn ơi, bây giờ cũng cảm ơn cô chú trong nước ngoài nước. Hứa với cộng đồng mạng là hai đứa là sao? Dạ, hứa với cộng đồng mạng là bây giờ hai đứa con là sống trăm năm hạnh phúc tới đúng ngày khăn lông đầu bạc luôn. Rồi, đó là tốt đó, phải gái đàm còn nữa. Dạ, hai đứa con của Tiền em nói sao luôn đi, tại vì mình đã có rồi bà, nó cũng phải nói luôn rồi, nói lên luôn có nhiệm vụ gì. Dạ, hai đứa con của Tiền thì bổn phận làm cha làm mẹ thì cái nghĩa vụ đó mình phải là lo cho con cái nó hết lòng luôn, mình quý nó còn hơn là cái sinh mạng của mình đó. Đó, anh nói. Dạ, anh nói đi, anh cứ nói đi, cứ việc nói hết lời. Dạ, của mình con cái là cái niềm vui nó lớn nhất ở trong, nói chung là trong đời người á. Đó, lớn gì lắm, lớn luôn. Nói chung là thương mẹ nhiều là thương con. Thương mẹ bé con luôn đó. Thương mẹ bé con mà mình cũng phải, mình con cái nó muốn là mình cũng cố gắng mình phải lo cho nó được, phải hy sinh tất cả hết. Đúng rồi. Đó, tùy theo okay, cái khả năng của mình. Đó. Yes. Đó. Ok. Vậy là chúc okay mừng ha. Động này phát biểu quá. Quá hay. Dạ, thôi cũng người tổng chào. Tổng chào ha. Dạ, cô chú chị nha. Là toàn bộ video nãy giờ anh em cũng đã minh bạch hết rồi. Ok. Dạ. Không có tiền. Rồi. Đâu? Kêu ra đây thấy gì? Kêu anh kêu chủ nhà hàng ra thanh toán phần tiền còn lại. Tất hết tiền. Cái này là em giữ, anh giữ. Phần giữ đi, Vũ giữ đi. Phần đó mày giữ đi. Phần đó để đó. Rồi. Ok. Còn cái đó là